Chào mừng các bạn đến với khóa học phân tích báo cáo tình hình tài chính kết hợp thực hành thực tế của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây là một báo cáo quan trọng của doanh nghiệp, phản ánh về tình hình tài chính mang nhiều ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng cho chính doanh nghiệp, còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các đối tác của doanh nghiệp, với các cơ quan nhà nước trong việc giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học. Đến với khóa học này sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đọc báo cáo tài chính, hiểu về bảng cân đối tài khoản, những ý nghĩa tầm quan trọng của việc lập báo cáo tài chính. Mục tiêu là sau khi phân tích được các số liệu về tài sản và nguồn vốn, các bạn có thể đọc và hiểu được về các sự biến động của các chỉ tiêu, cơ cấu của từng chỉ tiêu, rủi ro về mất cân bằng tài chính trong ngắn hạn cũng như dài hạn của doanh nghiệp. Hướng dẫn cách đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Phản ánh về tình hình kinh doanh, xác định được phần lợi nhuận, do đó cần phải quan tâm đến quy mô của doanh nghiệp để xác định nếu doanh nghiệp có quy mô lớn, thì việc đọc và hiểu thì cần phải thực hiện chi tiết từng hoạt động, đặc biệt là hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Hướng dẫn cách phân tích các chỉ tiêu, các chỉ số tài chính, bao gồm nhóm khả năng hoạt động, nhóm khả năng thanh toán và nhóm khả năng sinh lời. Sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch tài chính kinh tế và kỹ thuật, đưa ra các hệ thống giải pháp, xác thực tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn và sản xuất kinh doanh, từ đó giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất và thực trạng tài chính, giúp kiểm tra giám sát phát huy hiệu quả sử dụng vốn, là căn cứ để đối tác lựa chọn và tin tưởng doanh nghiệp. Phát hiện ra những khả năng tiềm tàng, căn cứ để đưa ra các quyết định quản lý sản xuất kinh doanh. Đó là những nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học phân tích báo cáo tài chính kết hợp với thực hành thực tế. Và trong khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức bao gồm học lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Trang web ketoanviethung.com, các bạn nhấn vào xem giáo trình online. Trong giáo trình phân tích báo cáo tình hình tài chính sẽ được chia làm các phần, mỗi một phần sẽ có các video hướng dẫn chi tiết cụ thể về phân tích báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký để nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến số hotline 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.